Vâng thưa quý vị, à, Việt Nam chúng ta có một món ăn rất là bình dân nhưng mà rất xuất sắc quý vị đó là món chè ba màu. Chè ba màu thì quý vị cũng thấy rồi ở từ Sài Gòn cho tới ra miền Trung bây giờ qua tới Mỹ chỗ nào cũng có cái món này hết. Và cái món này đó là cái món mà người Việt mình rất là thích tại vì nó tổng hợp được những cái chất ngon ngọt của một cái vị chè đó nó làm ra cho một cái ly chè rất là đặc sắc ngày hôm nay mật lâm sẽ dùng cái nguyên liệu sẵn có rất là dễ kiếm để mà làm cái món chè này và theo tới từng cái từng giai đoạn chúng ta sẽ nấu nó và chúng ta sẽ thưởng thức trong gia đình ở những dịp cuối tuần thì dĩ nhiên là chúng ta nó có đậu xanh quý vị đậu xanh mà đậu xanh cà rồi đó không có vỏ đó thì cái này đó mật lâm đã ngâm ngâm đậu xanh trong vòng vài tiếng đồng hồ rồi nấu cho nó mềm ra nhưng một lát nữa đó thì sau khi cho để nó nguội rồi đó, một lát nữa chúng ta sẽ sên đường nó. Trước khi ăn thì phải sên đường nó. Riêng về đậu đỏ đó thì Mật Lâm sẽ dùng cái loại đậu này quý vị. Cái loại đậu mà rất là nhiều đậu, cái loại này rất là nhiều. Nhiều loại khác nhau nhưng mà Mật Lâm dùng cái loại mà dark red nè. Thì là màu đỏ đậm đó thì nó có cái màu đỏ là rất là đẹp. Cho nên cái màu đỏ này, cái đậu này nó rất là ngon và mỗi một, một lần làm như vậy đó thì Mạc Lâm xài một cái lon nhỏ này thôi. tự vì chúng ta phải tất cả những cái thứ này nó bằng nhau. cái cái món chè ba màu này nó 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 kén chọn như vậy. Cái cái lon đậu này quý vị không cần phải nấu gì cả mà đem về đó thì trước khi nấu đó quý vị mở ra và quý vị rửa cho thật sạch cái nước mà để ngâm nó đó, đó. Cái món chè này nó dĩ nhiên là phải có nước dừa đó quý vị. Thì Mạc Lâm sẽ dùng một cái lon nước dừa nhỏ 165 ml cái lon nước dừa này một lát nữa thì chúng ta sẽ sơn nó lại cho nó sệt lại mới được và có ở đây nó có ba màu tuy nhiên đều đậu xanh đậu đỏ nước cốt dừa và một món nữa là rau câu à, chúng ta sẽ dùng cái loại rau câu màu xanh thì mình để, cái màu xanh nó thay vì để bỏ màu nó thì nó không có thơm mà làm sử dụng cái lá dứa để cho làm một cái tô rau, rau câu đó thì mật lâm dùng một một lá dứa thôi cắt nhỏ ra là vậy là được và cái rau câu đó thì dùng cái loại này quý vị loại thảo vân mà mật lâm thường dùng đó ở đây là một bịch này đó là dùng cho một lít một lít nước thì mật lâm chỉ có dùng có hai cốc nước thôi tức là nửa lít đó cho nên dùng cái nửa dùng nửa bịch thôi nhưng mà cái rau câu này đó trước khi mà quý vị mà làm muốn muốn làm nó đó thì quý vị phải trộn đường nó quý vị bây giờ chúng ta trộn vào đây một muỗng đường một muỗng ngang đường này nha quý vị và chúng ta sẽ trộn nó đều lên để lát nữa cho, nấu nó không có bị lợn cợn đó nó dễ tan hơn thì dĩ nhiên là cái cái món chè này có đá nữa quý vị đá thì quý vị hoặc là đập cho thiệt nhỏ mà nếu quý vị bào được nữa bỏ rồi trong cái cái máy xay sinh tố mà xay cho nó nhỏ nữa thì càng tốt và cái đường để mà đi với nó đó thì dù mặt lâm dùng hai loại đường một là loại đường cát thường và cái loại để làm nước nước đường đó thì mật lâm sẽ dùng đường phèn ở đây là một cúp đường phèn một cúp đường phèn này một lát nữa mật lâm sẽ cho một một, cơ, một cúp rưỡi nước nữa để cho nó thành cái cái hỗn hợp ngọt bây giờ là việc đầu tiên của chúng ta đó là mật lâm sẽ sên lại cái đậu xanh này và sên nó với đường quý vị giờ tất cả cái đậu này nó đã nó đã được nấu như mềm rồi nó như, rất là mềm nó nó nhuyễn rồi bây giờ mặt lam sẽ sơn nó lại bằng bằng uh, với đường nữa cho nó nhuyễn cho nó chúng ta sẽ tán nó sau đó bây giờ quý vị mở lửa trung bình thôi cỡ này thôi quý vị không có lửa lửa không có đừng có nhiều quá và với số lượng mà đậu xanh này đó thì chúng ta cho một muỗng đường ngang như vậy quý vị một muỗng thôi đừng có nhiều quá Chúng ta vừa sơn vừa đè, đè nó vậy cũng là hình thức chúng ta tán cho nó nhuyễn luôn đó. Chúng ta cũng không cần nó nhuyễn quá đâu. Tại vì cái đây là không phải là đòi hỏi nó phải thật nhuyễn. Tùy theo quý vị. Muốn ăn nhuyễn thì quý vị đánh nó lâu một chút xíu. Còn mà nếu muốn cho nó còn hộp đó, quý vị có thể chừa lại. Nhưng mà quý vị thấy là nếu mà cái còn hộp nó không ngon, nó nhuyễn nó ngon hơn thì quý vị chịu khó đánh cho nó nhuyễn chút. Nếu quý vị muốn nó tuyệt đối mà nó nhuyễn thật là nhuyễn đó thì quý vị phải bỏ vào máy quý vị xay nó mới nhuyễn được nha quý vị. Chứ còn nếu chúng ta tán như vậy nó chỉ có khô cái đậu lại thôi, cái mức độ nhuyễn nó không có như ý đâu, không có giống như là chúng ta bỏ vào máy xay đâu. Thì mặt Lâm thấy cái độ nhuyễn của nó và cái độ sợi của nó như vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta bỏ ra và chúng ta tiếp tục làm cái màu xanh. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ làm rau câu quý vị, tức là cái phần màu xanh đó thì mật lâm hồi nãy đã trình bày quý vị là mật lâm có um, hai cái cái lá lá dứa và đã cắt nhỏ ra nấu và khi mà chúng ta nấu lên đó rồi chúng ta xay nó ra thì chúng ta lược lại để có cái cái màu xanh này cái phần lá dứa này đó thì sẽ có hai cấp bây giờ chúng ta sẽ sang ra đây và chúng ta sẽ đổ cho nó đủ hai cấp luôn quý vị Đây là một cốc nước Chúng ta cho thêm một cốc nữa Nhưng mà vì chúng ta còn rau câu đó Cho nên chúng ta có thể Cái cấp thứ hai này chúng ta cho nó hơi lưng lưng thôi Chứ không có đầy quá Thì cái rau câu này hồi nãy đó Quý vị thấy là Mật Lâm đã bỏ phần nửa Nửa cái cái bịch rau câu này Và một muỗng canh đường vào đây Chúng ta quậy nó lên mở lửa lên cho cái cái nước này nó nó vừa tiêm tiêm lên á thì chúng ta bỏ cái rau câu này vào Mà làm nó có một cái dĩa như thế này một cái đĩa bằng 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 sắt như thế này chúng ta một lát nó sẽ đổ vào đây và cho nó mỏng ra cho nên để cho và chúng ta sẽ bỏ vào tủ đá tủ lạnh cho nó 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 sệt lại nó đông lại đó vâng bây giờ chúng ta bỏ cái bột hết vào đây và chúng ta quậy nó lên cái màu cái màu này nó trong cho nên khi làm cái rau câu màu này màu xanh lá dứa này rất là đẹp quý vị nếu quý vị thấy cái màu này chưa đủ quý vị có thể bỏ cái màu lá dứa thêm vào chút xíu nữa cho đậm nữa nhưng mà mặt lâm thế như vậy là được rồi quý vị thấy quậy cho nó thật sôi lên mới được như quý vị nó mới tan cái bột rau câu ra chứ nếu không nó không tan đó vâng bây giờ quý vị thấy nó sợ rồi đó Vâng bây giờ cái cái nước của chúng ta nó đã sôi lên rồi quý vị Bây giờ chúng ta tắt lửa Quậy nó thêm chừng khoảng 30 giây nữa cho nó nguội bớt Rồi chúng ta đổ ra cái Cái đĩa sắt này Khi mà quý vị đổ ra đây từ nãy Mật Lâm đã nó đo rồi cho nên nó cái dĩa này nó vừa hai cấp đó quý vị. Bây giờ chúng ta để cho nó nguội một chút xíu bỏ vào tủ mát, tủ lạnh đó chừng khoảng 15 phút là nó bắt đầu nó đông quý vị. Vâng bây giờ chúng ta thắng nước đường quý vị. Nước đường thì Mật Lâm đã có một cốc đường đường phèn ở đây rồi, một cốc hồi nãy quý vị thấy rồi đó. Bây giờ Mật Lâm sẽ đổ vào đây một cốc rưỡi nước nữa. mở lửa lên và chúng ta sẽ nấu nó bây giờ đường đã xong bây giờ chúng ta rót ra và bắt đầu chúng ta tiếp tục làm nước cốt dừa quý vị bây giờ cũng cái nồi này chúng ta làm nước cốt dừa đây là cái nước cốt hồi nãy Mật Lâm thấy là một 165 ml thì chúng ta bỏ hết vào đây. Bây giờ chúng ta bỏ vào đây một muỗng ngang gạt ngang là muỗng canh đường quý vị. Quý vị cho vào đây một nhúm muối chút xíu thôi. Và để cho giúp cho cái um cho cái nước cốt dừa của chúng ta nó sệt hơn một chút xíu đó quý vị cho đây là cái loại bột bắp đó nha quý vị đây là bột bắp quý vị cho một chút xíu bột bắp vào đây và với quý vị vậy là quậy nó lên quậy nó lên trước khi chúng ta mở lửa quậy cho nó tan ra hết cái bột nó tan ra trong cái dung dịch nước này nè cái nước dừa này rồi chúng ta mới mở lửa nhẹ nhẹ lên và bây giờ chúng ta mở lửa chút xíu lên nha quý vị vâng bây giờ quý vị thấy là khi mà nước cốt dừa chúng ta nó có vẻ sệt lại như vậy đó là được nha quý vị đừng có sệt quá nếu sệt quá là quá nhiều bột còn nếu quý vị quý vị thấy nó vẫn còn lỏng đó thì quý vị có thể cho chút xíu bột vào khi nó sệt như vậy là vừa đây là rất là là, là tốt bây giờ chúng ta bỏ ra bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sên đậu đỏ quý vị cái đậu này chúng ta nó đã mềm rồi cho nên quý vị đừng có nấu nhiều nữa thì uh, bây giờ chúng ta bỏ vào đây là hai muỗng đường quý vị bỏ vào đây là hai muỗng đường ngang mặt nha quý vị và chúng ta bỏ hết đậu vào chúng ta trộn cho cái đậu nó dính đường đã rồi hẳn mở mở lửa quý vị bây giờ chúng ta mở lửa nhẹ thôi Tại vì đậu này nó sẽ không có đường ở trong này đâu Cho nên chúng ta phải có một chút xíu đường như vậy nó mới được Chứ tự vì khi mà cái chúng ta mua loại đậu về đó thì nó chỉ có đậu không thôi Nếu quý vị ở không có tìm ra được loại đậu này đó mà muốn dùng cái loại đậu đỏ đó Quý vị ngâm đậu đỏ ít nhất là một đêm Và hôm sau đó thì quý vị nấu trong vòng cho nó, nó vừa chín tới thôi Chứ đừng có mềm quá chúng ta chúng ta xào nó chút xíu cho cái đường nó rút hết vào đậu đó là là xong nha quý vị đừng có là xào lâu quá nhưng mà phải để cho đậu nó khô mới được thì cái công đoạn này chúng ta làm chỉ là 3 phút là xong nha quý vị vâng chúng ta mặc lâm thấy là đường nó đã rút vào đậu rồi đó bây giờ chúng ta có thể tắt tắt lửa để cho nó ráo lại khi xào quý vị đừng cẩn thận coi chừng đậu nó bể đó vâng vậy là xong bây giờ thì cái rau câu chúng ta nó đã đông rồi rồi thì bây giờ đây là lúc của chúng ta sắn nó quý vị thấy đây là cái rau câu chúng ta rất là trong bây giờ chúng ta sẽ sắn nó là ra ở trên trong này cho nó ra đây luôn quý vị Bây giờ tất cả những cái nguyên liệu để làm chè ba màu chúng ta đã chuẩn bị xong. Riêng về cái cái um, rau câu đó, thì mặt lâm cắt thành hai loại, một cái loại dài như vậy, quý vị và một cái loại cắt hình vuông để cho nó đa dạng, cho nó đẹp. Bây giờ đá đó, riêng về đá đó, thì quý vị nếu mà có cái máy xe sinh tố mà loại mạnh, đó, quý vị có thể xây cho nó nhuyễn ra mới ngon. Còn nếu không thì chúng ta bỏ vào cái bịch, cái bịch rồi chúng ta đập cho nó nhuyễn bây giờ thì tất cả chúng ta đã được rồi ngày ngày hôm nay đó thì mặt lâm thay vì làm chỉ một màu thôi mật lâm sẽ làm ba màu tuy nhiên chúng ta có màu trắng màu đỏ và màu xanh bây giờ là sẽ làm ba loại ba cái ly này để ba màu quý vị để những người nào muốn bán đó thì có một cái khái niệm có một cái chút về cái hình thức của nó cho nó đẹp bây giờ chúng ta sẽ làm ba ly ba ly để mật lâm sẽ chứng minh là ba cái ly này nó có ba màu đó, thì nó sẽ nó nó khác với một màu như thế nào nếu quý vị bán á thì quý vị làm cái kiểu này thì sẽ rất là ăn khách rất là ăn khách quý vị tại vì cái kiểu của nó 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 có đa dạng đó vâng bây giờ đó chúng ta sẽ bỏ đậu xanh vào trước quý vị chia đều ra kế đó là đậu đỏ Mỗi một ly chúng ta cho hai mu muỗng hai muỗng đồ đỏ là vừa. Và nước cốt dừa. Nước cốt dừa chúng ta cũng cho là hai muỗng nhỏ thôi quý vị. Khi nước cốt dừa quý vị làm sệt như vậy nè, bỏ vào nó mới không có tan ra, nó không có chảy xuống nếu không làm sệt vậy đó thì nó sẽ bị chảy xuống đó. Bây giờ chúng ta bỏ rau câu cái loại sợi dài này quý vị. Vâng, bây giờ nước cái nước đường, cái nước đường hồi nãy đó, chan nó thẳng vào đây quý vị. vâng bây giờ một lần nữa chúng ta phải bỏ đá bây giờ chúng ta bỏ cái rau câu mà chúng ta cắt vuông đó lên trên cùng Quý vị thấy cái cái câu này nằm ở trên cùng rất là đẹp quý vị. Chứ nếu mà chúng ta để dài thì nó sẽ không đẹp đâu. Có ba màu ở đây, đây là cái màu xanh của loại kiwi. Cái màu thứ hai đó là màu đỏ của của loại dưa hấu. Và cái màu thứ ba là màu trắng là sữa, sữa 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 đặc này. Bây giờ chúng ta cho mỗi một ly theo cái ý thích của chúng ta theo ý thích của khách hàng thí dụ bây giờ họ muốn họ muốn cái cái loại màu đỏ thì quý vị cho vào đây một chút thôi quý vị chứ không còn nhiều lắm đâu vâng quý vị cho vào đây lên trên thì cái màu đỏ là nó sẽ nằm ở trên cùng của quý vị của cái nước đá đó quý vị thấy rất là đẹp bây giờ tới màu xanh cũng cho một ít thôi vâng Riêng về sữa đó thì chúng ta nặng sữa trực tiếp lên đây. Bây giờ thì quý vị có một ly chè ba màu. Nhưng mà đặc sắc ở chỗ là quý vị có thể thêm những cái hương vị mà quý vị thích. Ở cái màu đỏ này đó quý vị có thêm cái hương vị của dưa hấu. Cái màu xanh này quý vị có thêm hương vị của kiwi. Và cái màu trắng này có thêm hương vị của sữa đặc thì bây giờ đó là chúng ta đã có những cái loại chè như vậy rồi thì kể cả những người muốn bán đó, thì dựa theo cái, cái cái khái niệm này chúng ta có thể làm những ly chè ba màu cũng giống như những nguyên liệu vậy nhưng cách trình bày nó sẽ khác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hy vọng rằng sẽ có những cái món khác mà quý vị thích hơn.